thôi. À, thực sự ra đây cũng là một cái bộ phim mà mình quay trở lại với màn ảnh cùng với một người yêu cũ trong nghệ thuật của mình, đó chính là nghệ sĩ Quyền Linh. Dạ, người yêu cũ trong nghệ thuật. Dạ. Vậy thì dạ em chào chị Hồng Vân. Dạ người yêu cũ. Khoan đã, giờ đầu tiên á, cho Vân được gửi lời chào tất cả mọi người đang có mặt ở phim trường trong cái buổi lễ họp báo này, và xin được chào quý vị khán giả đang theo dõi livestream. Sau đó thì mới nói cái câu hỏi là không có người yêu cũ. Dạ. Thiệt. À, cô Vân với lại chú Linh dạ. là không có yêu cũ, cho nên dạ. là cũng không hề có yêu mới. Thành ra là sao em kêu chị bằng chị ngay trong cái buổi họp báo này, khi mà trong bộ phim Hai Muối là hai đứa mình đóng yêu đương nhau vậy hả em Linh? Em muốn cái gì? Dạ. Thiệt, tại vì trong, trời ơi, mọi người biết sao Vân được tham gia cái dự án này á, là ngoài tất cả những cái điều mà chút xíu nữa mình mới tâm sự, thì có một cái điều mà thôi thúc Vân là bởi vì Vân được đóng Đào, là đóng người yêu của Quyền Linh. Dạ. Đó, mà tự nhiên bây giờ ngay cái buổi này lại kêu chị là sao? Là sáng giờ mọi người biết không, Linh cũng quen, tại vì Hồng Vân, Lê Tuấn Anh cũng là bạn thân với Linh. Nãy giờ dưới cái vô kêu Vân Vân xong có mấy người nói mày hổn quá, nhỏ tuổi hơn ta kêu Vân Vân. Cái Linh nói thôi vậy xin phép kêu bằng chị, nãy giờ quen. Xin phép chị Hồng Vân, trong phim mình là người yêu nhau nhưng ngoài đời Linh vẫn kêu là chị Hồng Vân. Trời. Chưa có người yêu cũ nha. Dạ. Không có người yêu cũ, chỉ có tình bạn yêu thương, mến thương lẫn nhau thôi. Dạ rồi. Em lộn tình yêu nào rồi đó. Dạ. Vậy đó, bây giờ cho con hỏi luôn cô Hồng Vân đi. Bây giờ mình gặp lại một người bạn của mình, một tình yêu, tình bạn yêu thương trong nghệ thuật. Thì bây giờ cô Hồng Vân thấy là hồi nãy giờ, tại vì chú Quyền Linh cũng rất là lo lắng về cái việc mà diễn xuất của mình với là cái vai diễn điện ảnh lần này, thì cô Hồng Vân chấm là chú Quyền Linh được bao nhiêu điểm trên thang điểm 10 trong phim điện ảnh Hai Muối này. Với lại câu hỏi thêm ý nữa, tại vì nghe nói là đóng Đào, đóng chung tuyến với lại chú Quyền Linh. Rồi anh Vũ Thành Viên có yêu cầu hai người là hôn môi nhau này kia không? Có không? Ôi trời á, đạo diễn Vũ Thành Vinh đã không bắt chúng tôi làm cái điều tội lỗi đó. Thực sự bây giờ mà nếu như thực sự mà có cái nụ hôn đó thì chắc có lẽ là tôi phải suy nghĩ lại á, rồi mới dám nhận vai á. Tại vì là ông Tuấn Anh với lại ông Quyền Linh là bạn rất thân với nhau. Rồi bây giờ á, là tự dưng cái mình với em Thảo, vợ của Quyền Linh á, mình là giai chị mà Thảo nó cũng yêu thương mình lắm. Rồi hai đứa lọ lem mặt kẻ nó gọi là má Vân với ba Tuấn Anh, rồi Bí Ngô gọi là ba Linh với mẹ Thảo, rồi tự nhiên hai người tự nhiên hôn nhau nó kỳ kỳ sao á. Nhưng mà kỳ lắm ha. Nhưng mà rất may là bởi vì á, trong cái phim này á, thì đạo diễn Vũ Thành Vinh đã cho cái chuyến nhân vật Bạch Tư Lạc này là một người đơn phương. Đơn phương từ đầu phim cho tới cuối phim cũng vẫn đơn phương luôn, cho nên là không có cái nụ hôn đó. Dạ, yeah. Nhưng mà về chấm thì mình chấm bao nhiêu điểm ạ? Chấm thì thực ra đối với Quyền Linh trong cái vai diễn này á, mình không thể lấy học thuật để mà mình đo được. Lý do là đó, như mọi người đã biết là Quyền Linh đã tâm sự là Quyền Linh đến với vai diễn này bằng một cái cảm xúc thật, bằng một sự hóa thân thật, bằng một cái gọi là một cái cuộc đời của Quyền Linh và của Hai Muối gần như là tương đồng với nhau. Cho nên là thực sự khi mà đóng với Quyền Linh những cái phân đoạn nào mà hai người đóng với nhau thì luôn luôn Vân có một cái cảm giác là hình như là Vân đang đồng hành cùng với một ông Hai Muối có thật ở ngoài đời. Đó, cho nên là bây giờ nếu mà nói để mà dùng thang điểm để mà chấm điểm Quyền Linh thì trong Hai Muối này thì Vân không thể dùng thang điểm đó được. Vân chỉ biết rằng là đó, với cái tạo hình này thì mọi người cũng thấy rồi, gần như là Quyền Linh đã sống với, đó là sống trọn vẹn với Hai Muối trong bộ phim Hai Muối này. Dạ, xin được cảm ơn cô Hồng Vân. Thôi bây giờ mình sẽ...